Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 649, đánh một trận thành danh, một. Tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh, đã vượt quá cực hạn mà hắn có thể phản ứng, cho nên ngay cả hắn cũng không biết Thạch Phong rốt cuộc đã làm gì, chỉ một quyền tử vong đó của lôi báo không đánh trúng Thạch Phong. Có điều lôi báo là ai? Tình cảnh lúc đó đã là tên lên dây không thể không phát, cho dù lôi báo không muốn kích sát Thạch Phong, nhưng cũng không khống chế được loại tình trạng đột phát này, có điều Thạch Phong lại né được né tránh một quyền nhanh đến đỉnh phong đó. Càng bất khả tư nghị là, hắn cũng không nhìn thấy Thạch Phong ra lúc nào, thậm chí Lôi Báo cũng không có thời gian để ngăn cản ứng đối. "Ngươi?" Lúc này Lôi Báo mới đứng lên, nhìn về phía Thạch Phong phong khinh vân đạm, đứng ngạo nghễ với vẻ không thể tin nổi. Một màn lúc trước, có lẽ người khác không nhìn ra là có chuyện gì, nhưng hắn cẩn thận nhớ lại, lập tức hiểu ra. Nhưng Lôi Báo có thế nào cũng không thể tin được một học sinh tuổi chỉ hơn 20, không ngờ lại bước ra một bước đó trước hắn, đột phá cực hạn của thân thể, tuy thời gian chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn nhìn vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt thân thể của Thạch Phong xông tới, ở nửa đường thân thể của Thạch Phong lại gia tốc, từ đó giúp Thạch Phong vào lúc chỉ mành treo chuông né tránh được quyền đầu của hắn, một quyền đánh vào trên người hắn. Ngay khi mọi người vẫn như lọc vào trong sương mù, nhớ lại một màn Thạch Phong đánh bại lôi báo, Trương Lạc Uy và Lam Hải Long trong thính phòng lại ngây ra như gà gỗ. Trong lòng lại hối hận vô cùng, giống như đột nhiên già đi hơn 10 tuổi. Thạch Phong từ sau trận chiến này, có thể nói là đánh một trận mà thành danh, tiền đồ tương lai vô hạn, đã là đại nhân vật của thành phố Kim Hải. Mà những bạn học của Thạch Phong như bọn họ, lúc trước không ngờ muốn đối phó Thạch Phong, hiện tại xem ra bọn họ chính là đang tự tìm chết. Sớm biết Thạch Phong lợi hại như vậy, Lam Hải Long hắn đã sớm ra sức lôi kéo Thạch Phong, cũng sẽ không chỉ vì một Lâm Phi Long mà gây khó dễ cho Thạch Phong. Lúc này bất kể là Trương Lạc Uy hay là Lam Hải Long, đều có ý muốn làm thịt Lâm Phi Long. Bởi vì một Lâm Phi Long chết tiệt, bọn họ đã sớm trèo lên con cự long Thạch Phong này mà theo gió vượt sóng, không đến nỗi giống như bây giờ trở thành kẻ địch của Thạch Phong. Trương Lạc Uy, ngày mai hai người chúng ta lại đi gặp Thạch Phong, nếu không khiến nộ khí trong lòng Thạch Phong tiêu giảm, tương lai chúng ta chính là rất thảm. Lam Hải Long bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Đúng vậy, may mà khúc mắt của chúng ta và Thạch Phong không lớn, chủ yếu là vấn đề của Lâm Phi Long, sau khi trở về chúng ta nhất định phải phân rõ giới hạn với Lâm Phi Long, tốt nhất là giáo huấn Lâm Phi Long một chút, làm như vậy nói không chừng có thể khiến Thạch Phong quên đi sự không thoải mái lúc trước. Tuy trong lòng Trương Lạc Quy rất bất cam, có điều vẫn gật đầu. Tuy thời gian thi đấu rất ngắn ngủi, nhưng không ai thấy chán ngược lại là đều vô cùng kích động tuổi còn trẻ đã có thể đánh bại lôi báo đại sư tương lai tiền đồ vô lượng chúng ta không đến một chuyến vô ích lập tức sai người đi an bài một chút hỏi xem thạch phong đại sư nghỉ ngơi ở đâu nghỉ ngơi ở đâu chuẩn bị một danh sách ngày khác nhất định phải tới bái phỏng một chút khách quý trong thính phòng đều không phải người thường ai nấy đều là nhân vật có uy tín danh dự lúc này thạch phong đánh bại đại sư đỉnh cấp như lôi báo tiền đồ tương lai là có thể tưởng tượng được, chỉ dựa vào vũ đài nhỏ như thành phố Kim Hải căn bản là không dung được Thạch Phong, chỉ có vũ đài cấp thế giới mới là nơi để hắn thể hiện ra quan mang chói mắt. Hiện tại bọn họ không đi kết bạn với Thạch Phong, tương lai bọn họ ngay cả tư cách đó cũng không có. Có điều so sánh với những khách quý này, chủ tịch bắt đấu Tiếu Ngọc lại vui tới miệng sắp không khép lại được, vốn tưởng rằng lôi báo nguyện ý trở thành tổng huấn luyện viên của bắt đấu, đã là vận khí rất lớn của bắt đấu, không ngờ Thạch Phong lại lợi hại như vậy, đánh bại đại sư đỉnh cấp như lôi báo. Đây chính là đại sư đỉnh cấp, đại nhân vật cả nước cũng vô cùng hiếm có, có một đại sư võ thuật như vậy tỏa trấn, vậy sinh ý và nhân khí càng cực cao. Tiếu thúc thúc, ngươi phải cảm tạ ta thế nào đây, lúc trước chính là ta giới thiệu Thạch Phong cho bắt đấu. Triệu nhược khi mặt mày hớn hở, trong mắt lóe lên vả hưng phấn và kiêu ngạo. Nghĩ đến Thạch Phong hiện tại có thể được chú ý như vậy, còn vui hơn là bản thân nàng chiến thắng. Cái này thì đương nhiên là không thể thiếu rồi, chờ lát nữa ta sẽ làm cho ngươi một tấm thẻ hội viên kim cương đỉnh cấp nhất, thẻ hội viên kim cương này ở bắt đấu chúng ta tổng cộng mới tặng ra 5 tấm, của ngươi chính là tấm thứ sáu. Tiếu Ngọc cười nói, Triệu Kiến Hoa vừa nghe vậy thì không khỏi cả kinh. Thẻ hội viên kim cương của bắt đấu là không tầm thường, tiêu phí ở bắt đấu được giảm một nửa, Ngoài ra mỗi tháng không đạt tới định mức tiêu phí nhất định thì đều có thể miễn giảm, có thể khiến bắt đấu làm như vậy trong toàn bộ thành phố Kim Hải cũng chỉ có 5 người, ngay cả Triệu Kiến Hoa Hắn và phụ thân của Triệu Nhược Hy. Cũng không có tư cách này, mà Triệu Nhược Hy hiện tại lại là người thứ sáu Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Kiến Hoa mang theo một tình hoài không thể diễn tả, trình độ mà thế hệ trước bọn họ chưa đạt tới, kết quả lại để hậu bối đạt tới đương nhiên đây toàn là nể mặt thạch phong hiện tại thạch phong đánh bại đại sư đỉnh cấp lôi báo đánh một trận thành danh đừng nói là thành thị bình thường như thành phố kim hải ngay cả cự đầu trong thành thị vô cùng phồn hoa cũng sẽ tranh cướp mời thạch phong tiếu ngọc còn rất sợ không giữ được chân long như thạch phong có cơ hội biểu hiện đương nhiên là vô cùng hào phóng sau khi thi đấu kết thúc tuy lôi báo chịu thương tổn không nhỏ nhưng có khoa học kỹ thuật và dược tề dinh dưỡng cấp s hiện giờ điều trị rất nhanh là có thể hành động bình thường. Thạch Phong Đại Sư, trận thi đấu này ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi có điều kiện gì cứ nói đi, ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không nuốt lời. Này lôi báo đi vào phòng nghỉ của Thạch Phong, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, vì thế trong lời nói cũng yếu đi rất nhiều. Thạch Phong có thể làm được vào lúc chỉ mành treo chung đột phá cực hạn của bản thân, đạt được lực lượng và năng lực phản ứng thân thể vượt quá cực hạn. Lôi báo không cho rằng đây là trùng hợp, Ít nhất Thạch Phong trước đó chắc là đã chạm đến bên rìa. Thạch Phong năm nay mới chỉ hơn 20, có thể chạm đến một tầng này, so với hắn mà nói thì hơn rất nhiều. Lôi báo thật sự không nghĩ ra, cho dù Thạch Phong bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, được không ngừng cung cấp các loại tài nguyên, cũng không thể trẻ tuổi như vậy đã đạt được lực lượng đột phá cực hạng thân thể. Nếu nói hắn là kỳ tài võ học, như vậy Thạch Phong trước mắt tuyệt đối là yêu nghiệt. Hắn không phục cũng không được. Lôi báo đại sư đã nói như vậy, điều kiện lúc trước của ta chính là muốn ngươi gia nhập một studio mà ta mở. Thạch Phong cười cười nói. Lôi báo đã là đại sư đỉnh cấp tu luyện trong ngoài thân thể đến cực hạn, hắn có thể đánh bại lôi báo, đích xác là may mắn. Có thể là đầu tiên đấu, tốc độ hoạt động não có được đề thăng, lại chạm đến nắm giữ xiền xích ức chế đại não đối với thân thể, tuy chỉ có thể làm được mở khóa bước đầu, có điều đó cũng là lực lượng đột phá cực hạn thân thể, lại thêm lôi báo đột nhiên không đề phòng, mới đánh bại được lôi báo. Bằng không quá chính thành khả năng người thua sẽ là thạch phong hắn. Phá xiên xích của đại não đối với thân thể, đối với thạch phong hiện tại mà nói vẫn hơi sớm. Sở dĩ đại não ức chế của lực lượng này chính là xuất phát từ tự bảo hộ đối với thân thể, khi tốc độ thân thể chưa đạt tới trình độ đủ mạnh, chủ động phá xiên xích, hoàn toàn là hành động giết địch một ngàn tự tổn hại 800, huống chi thạch phong chưa hoàn toàn nắm giữ được của lực lượng này nhìn thì thạch phong chỉ có mặt là rách chảy máu kỳ thật thân thể bởi vì phát huy ra sức bùng nổ quá mạnh đã dẫn tới phải chịu tổn thương không nhỏ cho dù hiện tại không di động thân thể toàn thân trên dưới đều đau giống như bị kim đâm càng đừng nói là chiến đấu cho nên thạch phong mới ngay lập tức trở lại phòng nghỉ quát lên điên cùng uống dược tề dinh dưỡng cấp a để giảm bớt đau đớn trong thân thể trong một đoạn thời gian về sau hắn là không thể tiến hành bất kỳ rèn luyện gì nữa gia nhập studio của ngươi. Mày rậm của lôi báo nhíu lại, đối với võ giả mà nói cái muốn nhất chính là tự do, vô câu vô thúc, hắn rèn luyện đề thăng còn không có thời gian, lấy đâu ra thời gian mà đi làm việc. Lôi báo đại sư ngươi cứ yên tâm, đây là studio trò chơi ảo của ta, cũng chính là thần vực thịnh hành nhất, ngươi chỉ nhỏ buổi tối khi nghỉ ngơi thì làm việc, còn ban ngày ngươi muốn làm gì, studio sẽ không can thiệp. Thạch Phong biết lo lắng của lôi báo, thế là liền chậm rãi giải thích. Tuy Lôi Báo chưa tiếp xúc với trò chơi ảo, càng chưa tiếp xúc với thần vực, có điều Lôi Báo là đại sư võ thuật đỉnh cấp. Bọn thủy sắc sắc phi là có tiềm lực, có điều cơ sở không tốt, vẫn phải không ngừng đề thăng, nhưng Lôi Báo thì khác, trụ cột chiến đấu của hắn vô cùng cứng rắn, chỉ cần nắm giữ thân thể trong thần vực, sẽ có thể dung nhập trong hiện thực trong hiện thực vào trong thần vực, rất nhanh là có thể trở thành chiến lực đỉnh cấp của linh vực. Được, ngươi nói như vậy thì ta an tâm rồi. Lôi Báo gật đầu lập tức rời khỏi phòng nghỉ. Linh Dực có lôi báo gia nhập, chắc chắn là có thêm một viên mảnh tướng. Trong đoạn thời gian Thạch Phong đang nghỉ ngơi, lại có ba người đi vào phòng nghỉ. Thạch Phong đang nhắm mắt dưỡng thần ngẩng đầu nhìn một cái, một người chính là chủ tịch bắt đấu Tiếu Ngọc, phía sau là Lương Tĩnh và Triệu Nhược Hy. Lúc này Triệu Nhược Hy mặc váy liền áo màu xanh thanh nhã, tóc đen xỏa bên hông, giống như một thác nước, đột nhiên khiến trong khí chất vốn đã thanh thuần của Triệu Nhược Hy có thêm mấy phần cao nhã, Bỗng nhiên cười với Thạch Phong, trong ánh mắt trừ lo lắng ra thì phần lớn là vui vẻ. Hiện tại Thạch Phong đánh một trận thành danh, Thạch Phong vốn yên lặng vô danh trong trường học đã không còn, hiện tại đã biến thành tiêu điểm của toàn bộ thành phố Kim Hải, ngay cả Hứa lão gia tử cũng muốn nói chuyện với Thạch Phong một chút. Nếu không phải Tiếu Ngọc phái người gác ở cửa, sợ rằng phòng nghỉ đã bị dẫm nát rồi. Trong phòng nghỉ, bất kể là Lương Tĩnh hay là Tiếu Ngọc, khi nhìn thấy Thạch Phong, biểu hiện đều có chút câu nệ và cung kính. Chỉ có Triệu Nhược Hy vẫn có nói có cười giống như trước đây, không hề có chút ngăn cách. Thạch Phong Đại Sư, lúc trước dựa theo ước định của chúng ta, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tổng huấn luyện viên của bắt đấu chúng ta, đồng thời cũng là một trong các thành viên ban giám đốc, dựa theo yêu cầu của ngươi, bắt đấu chúng ta sẽ mau chóng làm ra một khu vực lớn cho ngươi quản lý, người khác tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tiếu Ngọc nói xong, từ trong túi Âu Phục lấy ra một tấm thẻ trong suốt đưa cho Thạch Phong. Đây là thẻ hội viên kim cương của bắt đấu, tin tức bên trong đã được đăng ký, sau này bất kể ngươi tiêu phí gì ở bắt đấu cũng đều miễn phí. Hơn nữa bắt đấu cũng chuyên môn dành ra một gian phòng huấn luyện đặc biệt, có thể cung cấp cho Thạch Phong đại sư tùy thời sử dụng. Triệu Nhược Hy nghe một phen nói xong, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước kia phòng huấn luyện, bên trong chỉ đặt một số thiết bị tập thể hình và một số máy móc kiểm tra có điều phòng huấn luyện của bắt đấu thì khác, bởi vì bắt đấu tiết hao phí rất nhiều tài chính đã tạo phòng huấn luyện, toàn là thiết bị huấn luyện mới nhất, toàn bộ phòng đều do quan não khống chế, cung cấp cho tuyển thủ cách đấu chuyên nghiệp dùng để huấn luyện. Có thể cho đành cho tuyển thủ cách đấu chuyên nghiệp dùng để huấn luyện, bình thường bên trong phòng huấn luyện đều có người máy chiến đấu, còn có video chiến đấu và hệ thống chiến đấu thực tế ảo, bên trong thu thập rất nhiều tư liệu chiến đấu, có thể giúp người ta tùy tiện học tập chiến đấu cũng có trang bị khống chế trọng lực. Có thể điều tiết trọng lực trong phòng, mang tới hiệu quả rèn luyện rất tốt, ngoài ra còn có khoan dưỡng sinh, có thể dễ dàng khôi phục thân thể đã mệt nhọc, đẩy nhanh hiệu quả chữa lành thân thể, mỗi ngày đều có thể bảo trì chất lượng giấc ngủ tốt nhất, cho nên tuyển thủ chuyên nghiệp trong thành phố Kim Hải đều thích đến bắt đấu. Mà trong phòng huấn luyện của bắt đấu, chia làm 4 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc biệt, hiệu quả rèn luyện là cái sau tốt hơn cái trước. Đương nhiên điểm tín dụng cần cũng là cái sau nhiều hơn cái trước, hiệu quả được hưởng thụ cũng cái sau tốt hơn cái trước, nhất là ở phương diện trọng lực. Phòng huấn luyện sơ cấp có thể điều tiết 2 lần trọng lực. Phòng huấn luyện trung cấp có thể điều tiết đến 3 lần trọng lực. Phòng huấn luyện cao cấp có thể đạt tới 4 lần trọng lực. Mà phòng huấn luyện đặc biệt lại có thể đạt tới 6 lần trọng lực, người thường căn bản không thể huấn luyện ở dưới loại hoàn cảnh này, thậm chí ngay cả di động một ngón tay cũng khó chỉ là giá thuê phòng huấn luyện sơ cấp cũng không phải là người thường có thể chịu được. Một ngày 3.000 điểm tín dụng, bằng với tiền lương một tháng của người thường, có điều người thường cũng không thể trở thành hội viên bắt đấu, cái giá này đối với tuyển thủ cách đấu chuyên nghiệp mà nói thì cũng có thể chấp nhận. Cao hơn một cấp chính là phòng huấn luyện trung cấp, một ngày 5.000 điểm tín dụng, phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp đều thích thuê phòng huấn luyện trung cấp, đáng tiếc số lượng không nhiều lắm. Phòng huấn luyện cao cấp ở bắt đấu có 20 gian, một ngày vạn điểm tín dụng, cơ hồ là giá bằng khách sạn 7 sao. Phòng huấn luyện đặc biệt ở toàn bộ Bắc Đấu, hoặc là nói ở toàn bộ thành phố Kim Hải chỉ có 5 phòng, một ngày 3 vạn điểm tín dụng, có thể thuê được là là vận khí tốt. Hiện tại bắt Đấu đặc biệt để lại một gian Thạch Phong, không biết bao nhiêu sẽ phải hâm mộ ghen tị. Tiền Tiếu chủ tịch. Thạch Phong không khách khí, trực tiếp nhận thẻ hội viên kim cương. Có phòng huấn luyện trọng lực đối với việc rèn luyện của hắn chính là có trợ giúp rất lớn. Thạch Phong Đại Sư còn có 15 bình dược tề dinh dưỡng cấp S và 5 chiếc hư nghĩ thực cảnh thương lúc trước đã ước định, ban giám đốc chúng ta nhất trí quyết định, đề thăng thành 30 bình dược tề dinh dưỡng cấp S và 10 chiếc hư nghĩ thực cảnh thương, mấy ngày nữa sẽ đưa tới. Tiếu Ngọc vội vàng cười bảo. Còn có cả trợ lý thủ tịch lương tỉnh bên cạnh ta cũng sẽ theo ngươi, nàng làm việc luôn rất hiệu suất, nếu bình thường ngươi ở bắt đấu có chuyện gì phải xử lý, cứ bảo nàng đi làm là được. Được. Thạch Phong không cự tuyệt, cũng không có lý do để cự tuyệt. Trước tiên không nói sự trợ giúp của dược tề dinh dưỡng cấp S đối với hắn là bao lớn, chỉ là 10 chiếc hư nghĩ thực cảnh thương đã thể khiến studio linh dược bay lên một trình độ khác, đã không còn là một studio bình thường mà trợ thủ lương tỉnh này, hắn cũng không biết nhiều về bắt đấu, muốn để bắt đấu làm việc gì. Ví dụ như chuyện huấn luyện thành viên trong studio, trợ thủ lương tỉnh này tuyệt đối có thể giúp đỡ được rất nhiều có thể bớt đi không ít phiền phức cho hắn về phần người khác đánh giá cao sự phát triển của hắn ở giới cách đấu thạch phong lại không muốn đổi nghề mục tiêu trong lòng hắn chỉ có một đó chính là thần vực dẫu sao tương lai là thế giới của thần vực sau khi thạch phong hàn huyên với đám người tiếu ngọc liền thạch phong nhà trọ của mình lúc gần đi tiếu ngọc còn bảo lương tĩnh chuẩn bị năm bình dược tề dinh dưỡng cấp s để thạch phong có thể cấp tốc khôi phục tổn thương bởi vì thân thể bùng nổ mà tạo thành sau khi về nhà thạch phong lập tức uống một lọ dược tề dinh dưỡng cấp s lập tức nằm vào hư nghỉ thực cảnh thương để nghỉ ngơi đăng nhập vào thần vực hư nghỉ thực cảnh thương nói trắng ra cũng là khoan dưỡng sinh chỉ là có thêm công năng đăng nhập vào thần vực cho nên khôi phục thương thế nằm trong hư nghỉ thực cảnh thương là tốt nhất lúc này đã là 19 giờ tối Tuy thần vực chưa hừng đông, có điều Thạch Phong vừa online, bên tai đã truyền đến ba âm thanh nhắc nhở hệ thống. Chính là nhắc nhở hệ thống đã hoàn thành kiến tạo hai chút hỏa thương hành ở Bạch Hà Thành và một chút hỏa thương hành ở Tinh Nguyệt Vương Thành. Trong đoạn thời gian ban ngày ở thực tại, ba chút hỏa thương hành đã được xây xong, hơn nữa còn hơn nữa còn dẫn tới không ít sự chú ý. Nhất là hai chút hỏa thương hành ở Bạch Hà Thành kiến trúc ba tầng tinh mỹ hơn nữa đột nhiên xuất hiện ở cạnh hội bán đấu giá và ngân hàng của bạch hà thành muốn không chú ý cũng khó không ít người chơi đều mang theo vẻ tò mò vào xem thử không xem không biết xem một cái là sợ tới nhảy dựng bên trong vật phẩm đầy đủ thì không nói trang trí lại vô cùng quý phái tráng lệ còn tốt hơn cả tinh ngân thương hành cũng có cung cấp phòng nghỉ có thể vừa ăn uống vừa mua vật phẩm ở bên trong lợi hại hơn là xuất hiện vật phẩm mà tất cả mọi người đều vô cùng khao khát. Đó chính là mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp. Tuy không tốt bằng ma năng hộ giáp phiến sơ cấp, nhưng số lượng ma năng hộ giáp phiến sơ cấp quá ít, rất nhiều người nghe qua, lại chưa bao giờ được thấy, hiện tại có bán ra mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp, trong nháy mắt đã bị nhóm người chơi vào đầu tiên điên cùng tranh mua, rất sợ qua một lúc là không còn. Thạch Phong cho ưu Úc vi tiếu quyền hạn thiết lập giá, có thể tùy tiện định giá, Ưu Úc Phi Tiếu lúc ban đầu ra giá là 11 ngân tệ, kết quả trong nháy mắt đã bán đi hơn trăm mảnh, khiến Ưu Úc Phi Tiếu không thể không tăng giá. Từ 11 ngân tệ lúc ban đầu, dần dần đề thăng, đến bây giờ là 16 ngân tệ một mảnh, cao hơn giá mong muốn không ít, có điều cho dù là như vậy, hơn 10 tiếng ngắn ngủi, cả ba cửa hàng đều bán đi được hơn 6.000 mảnh. Hơn nữa bởi vì nguyên do của mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp, toàn bộ người chơi của Bạch Hà Thành đều biết thương hành mới nổi chút hỏa thương hành này, khiến càng lúc càng nhiều người chạy tới chút hỏa thương hành, sinh ý cũng càng lúc càng tốt. Cho tới khi Thạch Phong đăng nhập, hai chút hỏa thương hành đã đông tới không thể chen vào, đều đang tranh mua mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp. Lại thêm mấy chục bộ long lân bán được ở Hắc Dực Thành, Thạch Phong lập tức lại có hơn vạn kim tệ. Công hội trú địa của nhất tiếu khuynh thành ở Bạch Hà Thành. U Lan Phó Hội trưởng, ta đã điều tra xong về chút hỏa thương hành rồi. Nam thích khách cấp 23 đi vào trong phòng họp của Nhất Tiếu Khuynh Thành, báo cáo. Ai mở? U Lan sốt ruột hỏi. Vốn Nhất Tiếu Khuynh Thành ở chiến trường giả ngoại đã rơi vào thế yếu, kim tệ tiêu hao mỗi ngày đều không phải là một con số nhỏ. Tuy Minh Phủ lại gia tăng không ít đầu tư, nhất là đầu tư trên tài chính, nhưng muốn biến điểm tín dụng thành kim tệ thì thật sự là không dễ dàng, cho dù tiêu tốn nhiều tiền để mua kim tệ, kim tệ trong công hội mới miễn cưỡng có thể ngang bằng. Sơ Kỳ nàng không phát hiện sửa chữa trang bị lại tốn kim tệ như vậy. Nhưng theo nhân số tử vong của thành viên công hội không ngừng tăng lên, chết một lần thì không sao, sau khi tử thương hai ba lần, gần như đã tiêu hao hết tiền dự trữ của thành viên công hội, sau đó những thành viên này vì sửa chữa trang bị, chỉ có thể lựa chọn kim tệ để bồi thường. Cái này khiến cho nàng vốn tự tin 10 phần cảm thấy rất đau đầu hận không thể bóp chết hắc viêm. Chỉ là hiện tại tổng số kim tệ chi ra đã hơn 1.000 kim tệ, càng đừng nói là điểm tín dụng phải bồi thường. Nếu thời gian lâu dần, về sau cơ hồ toàn phải bồi thường bằng kim tệ, dẫu sao không sửa chữa trang bị, thì không thể ra bên ngoài thăng cấp, nếu trang bị hỏng, cũng chỉ có đi kiếm trang bị tốt hơn, có điều trang bị tốt đâu phải là dễ có được tới tay như vậy, một kiện cũng phải tốn rất nhiều tâm huyết của người chơi. Tổn thất một kiện cũng giống như cắt thịt, nếu một thân trang bị không còn, sợ rằng là muốn chết luôn cho xong. Cho nên độ bền của trang bị trước khi đạt tới điểm tới hạn, cho dù tiêu tốn điểm tín dụng mua kim tệ, đập nồi bán sắt, cũng phải sửa chữa trang bị. Có điều có một điểm khiến U Lan rất kỳ quái, nhất tiếu khuynh thành tổn thất rất thảm trọng, nhưng tổn thất của linh dực cũng không nhỏ, huống chi linh dực căn bản không dùng điểm tín dụng để bồi thường, số lượng kim tệ tiêu hao chắc vượt trên bọn họ, nhưng cho đến bây giờ, Ninh Dực không chỉ không biểu hiện ra bộ dạng thiếu tiền Hơn còn là tiêu tiền nhiều hơn Quả thực khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm U Lan đã hỏi thăm rồi Chỉ là thành lập phường thợ rèn cao cấp nhất Và mua mấy bộ long lân sáu trang Ít nhất cũng tiêu tốn hơn 2.000 kim tệ Càng đừng nói là tiêu hao kim tệ bồi thường chiến tranh Chỗ kim tệ này Ngay cả cả Minh Phủ muốn lấy ra ngay lập tức Cũng không dễ dàng gì Cứ độ tiêu hao chiến như vậy u lan đã nhìn thấy kết cục nhất tiếu khuynh thành rời khỏi bạch hà thành hiện tại phải có thay đổi phải kiếm được rất nhiều kim tệ mà muốn kiếm được rất nhiều kim tệ từ trong thần vực biện pháp duy nhất chính là mậu dịch tuy nhiệm vụ công hội tuyên bố ở công hội trú địa đích xác là một khoản thu nhập không nhỏ nhưng so với mậu dịch thì vẫn kém xa tuy trên người các công hội lớn có rất nhiều kim tệ nhưng so sánh với vô số người chơi thần vực mà nói chút kim tệ này căn bản vẫn không tính là gì cho dù chỉ kiếm được một bạc trên một người của mấy trăm vạn người người Bạch Hà Thành, đó chính là mấy vạn kim tệ, hoàn toàn vượt xa bất kỳ một công hội nào. Đến lúc đó đừng nói là đối phó một linh vực công hội, cho dù là cùng khai chiến với mấy công hội lớn cũng có thể thông dong ứng phó. Ở trong Bạch Hà Thành, thương hành lợi hại nhất chính là tinh ngân thương hành, không chỉ chiếm hữu đoạn đất rất tốt, còn có cả đất ở cả 8 tòa thành thị xung quanh Bạch Hà Thành, thứ bán ra được tiêu thụ ở cả 9 tòa thành thị, Mỗi ngày ngày vào đấu vàng, chỉ là nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng rồi. Đáng tiếc Tinh Ngân Thương Hành là sản nghiệp của NPC, không phải sản nghiệp của người chơi, các công hội lớn nghĩ hết biện pháp cũng không thể hợp tác với Tinh Ngân Thương Hành, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, tự mình mở cửa hàng. Có điều đất bình thường là không có giá trị, các công hội lớn đều nhắm vào mảnh đất vàng, không ngừng bỏ tiền để trữ tiền và đề thăng uy tín, chờ mua mảnh đất vàng nhưng hiện tại đột nhiên mọc ra một chút hỏa thương hành lại mua hai mảnh đất vàng trước một bước tuy chút hỏa thương hành ở các phương diện đều không bằng tinh ngân thương hành nhưng dựa vào mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp và thương phẩm đầy đủ cũng đứng vào hàng ngũ thương hành đỉnh cấp của bạch hà thành hơn nữa theo thời gian trôi qua bán ra mấy vật phẩm khang hiếm được các người chơi đón nhận khẳng định sẽ vượt qua tinh ngân thương hành trở thành thương hành số một của bạch hà thành ngày kiếm đấu vàng hơn nữa khác với tinh ngân thương hành chúc hỏa thương hành là người chơi mở, vậy sẽ có khả năng hợp tác. Cho nên U Lan mới sai người đi điều tra chúc hỏa thương hành. Ta đã hỏi thăm rồi, người quản sự nơi đó là một vị nữ tử trẻ tuổi tên là Ưu Úc Vi Tiếu, hơn nữa bản thân nàng còn là đoán tạo sư, từng làm đoán tạo sư cho tinh ngân thương hành. Nam thích khách chậm rãi nói. Ngoài ra trừ nữ tử này, hai vị đoán tạo sư còn lại của tinh ngân thương hành hình như đều là chuyển tới chúc hỏa thương hành, mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp đó cũng là bọn họ chế tạo ra được ngươi điều tra không tồi u lan mỉm cười ưu ừ út vi tiếu cái tên này ta vẫn là lần đầu được nghe nói bạch hà thành đúng là có không ít người tài ba xem ra ta phải tự mình tới chúc hỏa thương hành một chuyến bàn chuyện một chút lúc này không chỉ là nhất tiếu khinh thành mấy công hội lớn khác cũng đều có chủ ý với chúc hỏa thương hành thương hành có sinh ý tốt như vậy giống như một quặng vàng có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp các loại tài nguyên cho công hội, nếu có thể giành được tới tay, lập tức có thể khiến công hội đề thăng mấy trình độ. Mà ở tinh nguyệt vương thành, Thạch Phong bởi vì trong túi tiền lại thêm một vạn kim tệ, lại có chủ ý với đất của tinh nguyệt vương thành. Tuy chúc hỏa thương hành mở sinh ý ở cạnh cũng được, có điều sân thi đấu dưới lòng đất trước mắt vẫn chưa phải là quá ho, muốn dẫn tới sự chú ý của người chơi tinh nguyệt vương thành, vẫn là đất ở khu trung tâm nhanh hơn trực tiếp hơn. Có điều đao ngữ vô sinh chỉ là quý tộc bình thường của tinh nguyệt vương thành, đất có thể mua được cũng chỉ là đất bình thường, căn bản không thể mua đất trung tâm và đất vàng của tinh nguyệt vương thành. Cần phải nghĩ biện pháp đề thăng uy tín mới được. Trong đầu Thạch Phong không ngừng nhớ lại tư liệu có liên quan tới tinh nguyệt vương thành. Nghĩ một lúc, hai mắt Thạch Phong lập tức sáng lên, lập tức bắt một chiếc xe ngựa chạy tới Hoàng Cung. Tinh Nguyệt Vương Thành là hạch tâm của Tinh Nguyệt Vương Quốc, cho nên trên đề thăng uy tín là vô cùng chậm chạp, nếu mình làm nhiệm vụ uy tín, biết tới năm nào tháng nào mới có thể có được tước vị tử tước của Tinh Nguyệt Vương Thành. Vì thế không biết bao nhiêu người chơi đã từ bỏ làm ăn ở Tinh Nguyệt Vương Thành, tới thành thị khác. Có điều người chơi của Tinh Nguyệt Vương Thành nhân khẩu đông đúc, luôn có mấy vị nhân vật lợi hại, trong đó có mấy người chơi tự do còn đạt được nam tước thậm chí là tử tước trước cả công hội lớn, cướp được một số đất cốt tới tay, mượn nó để phát tài chỉ là tiền thuê mỗi tháng, đã đủ cho mấy người này tiêu giao cả đời. Mấy người này đều không phải là người thường, mà là phú hào, tương đối nổi danh trong mấy trò chơi ảo, thậm chí còn kiếm không ít tiền. Mấy người này chính là thông qua một loại biện pháp đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn niên cùng quét uy tín, lập tức trở thành nam tước của tinh nguyệt Vương Thành, sau đó tiện sát toàn bộ người chơi của tinh nguyệt Vương Thành. Phương pháp đó rất đơn giản, dùng kim tệ mua vật tư, cống hiến cho một vị đại công tước, mượn điều này có thể đạt được uy tín của tinh nguyệt vương thành có điều tỷ lệ dùng kim tệ đổi uy tín có thể khiến người chơi bình thường cảm thấy da đầu ngứa rang mắng to là hệ thống niên rồi có điều thạch phong hiện tại không thiếu tiền chỉ thiếu thời gian cho dù có đắt tới mấy cũng phải đổi ngoài hoàng cung của tinh nguyệt vương thành đèn đuốc huy hoàng cả đường cái liền nhau giống như đang cử hành lễ mừng náo nhiệt phi phàm mà hai bên đường phố khắp nơi đều là người chơi đang rao hàng Tinh Nguyệt Vương Thành khác với thành thị bình thường, giao thông vô cùng phát đạt, người của Vương quốc và đế quốc khác lui tới không ngừng, cho nên các người chơi không cần tới thành thị khác, cách nhau 3-4 ngày mới có một lần cơ hội được bày quán ở khu vực được chỉ định, trong Tinh Nguyệt Vương Thành. Cứ tới buổi tối mỗi ngày đều có thể bày quán, chỉ là sẽ thu phí dụng nhất định, không phải miễn phí. Có điều vẫn có rất nhiều người chơi nguyện ý ở bày quán ở đây chứ không muốn tới hội bán đấu giá, nộp lên phí thủ tục cách xù, cho dù lúc này bọn họ bán ra với giá thấp hơn cũng kiếm được nhiều hơn. Bán ra vật phẩm ở hội bán đấu giá người chơi bình thường đều có thể cấp tốc lấy được tiền, hoặc là để bán ra kỳ trân dị bảo trong tay với một cái giá tốt, mới lựa chọn hội bán đấu giá. Bởi vì giá vật phẩm của hàng trong khá thấp, bởi vậy không ít người chơi tự do, thậm chí công hội lớn đều sẽ tới đây thu mua một số tài liệu vật phẩm. Lúc này Thạch Phong tới đây là để mua vật tư. Dùng kim tệ đổi uy tín. Đây kỳ thật là một nhiệm vụ đặc thù trong tinh nguyệt vương thành, đối với người chơi một mực hạ phó bản đánh quái thăng cấp mà nói, căn bản là không thể phát hiện ra nhiệm vụ đặc thù này, có điều đối với những người chơi thăng cấp chậm chạp, chỉ chú trọng lạc thú trò chơi mà nói. Muốn phát hiện nhiệm vụ đặc thù này lại không khó, chỉ cần hỏi thăm trong vương thành nhiều hơn, ít nhiều cũng sẽ có một chút manh mối. Manh mối này chính là nữ nhi của H.Philio Đại Công Tước Sinh Bệnh, rất cần rất nhiều thảo dược chỉ cần một bộ thảo dược bình thường là có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đạt được kinh nghiệm và tiền vàng nhất định mà nhiệm vụ này có thể đi nhận một cách vô hạn kim tiền và kinh nghiệm chỉ bỏ ra thảo dược là đạt được có chút không đáng giá có điều một số phú hào muốn thăng cấp cấp tốc sẽ bởi vậy mà tiêu tốn một số tiền để đề thăng điểm kinh nghiệm có điều tiêu tốn cũng không nhiều dẫu sao kim tệ ở tiền kỳ là rất đáng giá ai cũng sẽ không tiêu lung tung ngay khi tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đặc thù dùng kim tiền để đổi lấy điểm kinh nghiệm, có mấy vị người chơi điên cuồng trong đó không muốn tới giả ngoại thăng cấp, cho nên điên cuồng mua thảo dược để đổi chút ít kim tiền và điểm kinh nghiệm không tồi. Cứ liên tục như vậy đổi 1.500 lô thảo dược, cuối cùng mở ra được mấu chốt của nhiệm vụ này. Sau khi thảo dược đổi được đạt tới 1.500 bộ, H.Philio đại công tước sẽ không cho kim tiền và kinh nghiệm nữa, mà chỉ cho một thứ, thứ đó tên là hộp lễ cảm tạ trong hộp lễ cảm tạ này có thể mở ra rất nhiều thứ, có gần một phần mười khả năng mở ra sách uy tín, từ đó mà đạt được uy tín tinh nguyệt vương thành nhất định. Cho nên Thạch Phong mới đến chợ này, thu mua rất nhiều thảo dược, bất kể là thảo dược bình thường hay là thảo dược hiếm có. Thu mua thảo dược bình thường, một bộ 40 đồng, thảo dược hiếm có, một bộ ba ngân tệ, mua vô hạn. Thạch Phong đại khái chạy một vòng, sau khi biết giá của thảo dược, bắt đầu kêu gọi trên kênh giao dịch. Kênh giao dịch là kênh đặc hữu của chợ, phàm là người chơi ở khu vực chợ đều có thể nhận được, có điều người chơi muốn kêu gọi là phải thanh toán phí dụng nhất định, một câu không vượt quá 100 chữ sẽ tiêu tốn một ngân tệ, có điều hiệu quả tuyên truyền là vô cùng tốt. Như vậy cũng bớt đi rất nhiều phiền phức cho Thạch Phong. Thảo dược ở mỗi quầy hàng của người chơi có nhiều hay ít, giá không đồng nhất, nếu Thạch Phong chạy từng bước, cho dù khiến hắn mệt chết, cũng không thu mua được bao nhiêu, cho nên dứt khoát ra một cái giới trung bình nghĩ chắc tất nhiên sẽ có người tới đây giao dịch, hắn cũng không cần đi từng quầy hàng mà trả giá. Thạch Phong vừa hô như vậy, lập tức một đống người chơi bán thảo dược chạy tới. Vị đại ca này, ngươi muốn bao nhiêu thảo dược? Kiếm sĩ ca ca, ngươi xem phẩm chất của thảo dược chỗ ta đều là thượng giai, mua nhiều còn có thể giảm giá. Từng người chơi nhìn thấy Thạch Phong giống như sói đó nhìn thấy thịt, đều lao về phía Thạch Phong, tranh bán thảo dược, còn hót hơn là tình huống mà Thạch Phong dự tính được rồi được rồi đừng gấp từng người xếp hàng giao dịch thạch phong cười cười phất tay ra hiệu cho mọi người lớn tiếng trấn an không thể không nói vương thành đúng là vương thành sự nhiệt tình của người chơi không phải là cao bình thường kỳ thật nghĩ thấy cũng đúng thôi người chơi trước mắt đều đang bận thăng cấp cũng không nhiệt tâm với loại nghề nghiệp sinh hoạt này tuy có công hội đang bồi dưỡng luyện kim sư có điều thảo dược của những luyện kim sư này công hội của mình có thể dễ dàng giải quyết căn bản không cần cố ý đi mua. Một nguyên nhân quan trọng hơn là hiện tại nhu cầu thảo dược rất ít, bởi vì phối phương dược tề hữu dụng là vô cùng ít ỏi, cho nên nhu cầu thảo dược càng ít hơn, lại thêm tinh nguyệt vương quốc không phải một vương quốc thảo dược càng cỗi, dẫn tới giá của thảo dược một mực không cao. Rõ ràng là một bộ thảo dược 20 đoá, mà một bộ thảo dược bình thường chỉ 40 đồng tệ, cho dù là thảo dược hiếm có cũng mới 3 ngân tệ một bộ, không cần nghĩ cũng biết là không đáng tiền cỡ nào. Có điều cho dù là như vậy, người thu mua thảo dược vẫn rất ít, cho nên mọi người nhìn thấy Thạch Phong mới kích động như vậy. Rất nhiều người chơi bình thường đi mạo hiểm đều sẽ gặp được thảo dược, đều thu thập lại rồi bán tập trung. Hiện tại đều tiện nghi cho Thạch Phong. Chỉ một thoáng, Thạch Phong đã có được 2.000 bộ thảo dược bình thường và 200 bộ thảo dược hiếm có, tổng cộng tiêu tốn 14 kim tệ. Đối với Thạch Phong mà nói là không đáng kể, nhưng đối với người thường mà nói là giá hơi cao ngại quá ba lô đầy rồi mọi người chờ một chút ta một lúc nữa sẽ lại tới mua sau khi thạch phong nói xong liền xoay người chạy tới nhà của đại công tước mọi người nhìn thạch phong rời khỏi đều lưu luyến không rời có điều nghe thấy thạch phong còn quay lại ai nấy đều đứng đó chờ thời buổi này người chơi nguyện ý thu mua thảo dược đúng là quá ít vất vả lắm mới xuất hiện một người sao mọi người có thể dễ dàng bỏ qua đừng nói là chờ một lúc cho dù là chờ mấy tiếng cũng được Nhà đại công tước cách hoàng cung không phải quá xa, lộ trình cũng chỉ là hơn 10 phút. Thạch Phong vừa vào trong nhà đại công tước, thông qua sự dẫn tiến của đại quản gia cấp 150, đi tới phía sau đại công tước h Philio cấp 200, sau đó tâm tình một phen, đại công tước h Philio nói với Thạch Phong vấn đề liên quan tới nữ nhi của hắn. Sau khi Thạch Phong nhận được nhiệm vụ đặc thù thu mua thảo dược, bắt đầu từ trong ba lô lấy ra từng bộ thảo dược. Cứ đưa một bộ thảo dược Thạch Phong đều có thể có được phần thưởng 20 đồng tệ và 2.000 điểm kinh nghiệm, đó giữa thiệt 20 đồng tệ, có điều Thạch Phong không bận tâm. Tốc độ trình thảo dược lấy được, so với rèn không biết là nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ cần đưa thảo dược cho lập tức có thể lấy được phần thưởng kinh nghiệm, vô cùng tiện lợi mau lẹ. Chỉ một thoáng, 1.500 bộ thảo dược đã được giao xong, tổng cộng có được 3 kim tệ và 300 vạn điểm kinh nghiệm, khiến cục kinh nghiệm của Thạch Phong lập tức đề thăng không ít, mà thời gian tiêu tốn chỉ mất không đến nửa giờ. Nửa giờ 300 vạn điểm kinh nghiệm, tuyệt đối là hiệu suất, đáng tiếc sau 1.500 bộ đều đổi thành hộp lễ cảm tạ, bằng không Thạch Phong đúng là muốn thể nghiệm một chút cảm giác cấp tốc lên tới cấp 30. Sau đó Thạch Phong cũng không lãng phí thời gian, bởi vì còn có rất nhiều người chơi đang đợi hắn giao dịch, cho nên Thạch Phong không nói hai lời, đổi một một mới tất cả thảo dược, so sánh với thảo dược bình thường, một bộ thảo dược hiếm có có thể đổi được 10 hộp lễ cảm tạ, nếu dùng kim tiền để nói thì dùng thảo dược hiếm có đi đổi càng lời hơn đáng tiếc là thảo dược hiếm có quá ít thạch phong đang nghe truyện trên tv audio cv một hơi đổi tất cả thảo dược bình thường và thảo dược hiếm có thành hộp lễ cảm tạ đột nhiên thạch phong phát giác ánh mắt đại công tước hfilio nhìn hắn có một chút biến hóa thần sắc vốn nghiêm túc giống như biến thành nhu hòa hơn không ít ta có ảo giác à sau khi tốc độ hoạt động não của thạch phong đề thăng ngũ cảm và trực giác là vô cùng nhạy bén. Trí năng của NTC bậc cao trong thần vực là vô cùng cao, còn cao hơn cả người thường, nhất là NTC nghề nghiệp bậc 3 cấp 200 như đại công tước h -Filio. Có lẽ thực lực của h không bằng chấp chính quan của Bạch Hà Thành uy xem của Bạch Hà Thành, nhưng Bismarck lại cũng không dám đắc tội với h đại công tước. Bởi vì đại công tước h là đại công tước duy nhất của toàn bộ tinh nguyệt vương quốc, những người khác đều là công tước, địa vị ở toàn bộ tinh nguyệt vương quốc chỉ sau quốc vương, giống như đại nguyên soái Adon Sret của tinh nguyệt vương quốc vậy, một chủ nội một chủ ngoại. Nếu có thể tạo dựng quan hệ với đại công tước, sau này phát triển ở tinh nguyệt vương quốc, chính là lợi ích không nhỏ. Thôi, hay là cứ chuyên tâm đề thăng uy tín đi. Thạch Phong lắc đầu, lập tức rời khỏi hào trạch của đại công tước, tiếp theo lại đi thu thảo dược. Hộp lễ cảm tạ không chiếm không gian, một bộ chừng một nghìn hộp lễ cảm tạ, Thạch Phong tổng cộng đổi được 2.500 hộp, mới đầy 3 ô. Lại tới chợ trước Hoàng Cung. Quả nhiên những người chơi bán thảo dược đó vẫn còn, ai nấy nhìn thấy Thạch Phong tới, đều chủ động nên đón. Chỉ một thoáng, ba lô của Thạch Phong đầy đầy, lại đi đổi hộp lễ cảm tạ. Liên tục tiêu tốn mấy, Thạch Phong có thể nói là mua gần nửa thảo dược của tinh nguyệt Vương Thành, tiêu tốn hơn 400 kim tệ, vốn Thạch Phong còn muốn mua tiếp, có điều hành vi của hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người, ai nấy đều bắt đầu thầm hỏi thăm nguyên nhân Thạch Phong mua thảo dược. Nói như thế nào thì cái thứ thảo dược này đối với các công hội lớn mà nói là không ít, cho dù công hội bồi dưỡng rất nhiều luyện kim sư, cũng không đến nỗi mua nhiều thảo dược như vậy. Cũng nên dừng tay rồi. Thạch Phong liếc mấy thích khách đang theo dõi ở xa xa. Hắn sẽ không cho những người hữu tâm này một chút cơ hội, mỗi lần khi tới nhà của đại công tước Thạch Phong đều sẽ tìm một chỗ cải trang xong thì mới tới, cho dù bản sự của người chơi theo dõi có lớn tới mấy. Không có kỹ năng quan sát cấp bậc đặc biệt cao như loại kỹ năng toàn tri chi nhãn này thì căn bản là không phát hiện được Thạch Phong cải trang. Kỳ thật Thạch Phong cũng có thể không cần để ý tới những người này, cho dù chuyện đại công tước bị phát hiện, cũng sẽ không có có công hội nào nguyện ý tiêu tốn nhiều tiền như vậy để đổi thành điểm kinh nghiệm, càng đừng nói là đổi 1.500 bộ, nhưng xuất phát từ an toàn, không cho những người này biết biện pháp đổi kim tiền thành uy tín quá sớm mới ngụy trang như vậy mua nốt một lô thảo dược cuối cùng thạch phong rời khỏi chợ lại tùy tiện tìm một nhà ăn sử dụng ác ma giả diện ngụy trang một chút sau đó rời khỏi rời khỏi tới chỗ đại công tước harkfiliu trong nhà đại công tước thạch phong theo thói quen đi đến trước người đại công tước harkfiliu từ trong ba lô lấy ra một ngàn bộ thảo dược bình thường và một ngàn bộ thảo dược hiếm có thu mua cuối cùng lập tức đổi toàn bộ lấy hộp lễ cảm tạ. Đột nhiên bên tai Thạch Phong truyền đến âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Hệ thống, độ hảo cảm của đại công tước philio đề thăng 30 điểm. Quả nhiên nhiệm vụ đặc thù này không đơn giản. Thạch Phong nhìn nhìn nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt hơi kích động. Đề thăng độ hảo cảm của NPC cao cấp là rất khó, đại công tước philio trước mắt có thể đề thăng 30 điểm độ hảo cảm, so sánh với hơn 300 kim tệ bỏ ra căn bản là không đáng nhắc tới. Có điều nghĩ thấy cũng đúng, hắn đã đổi gần 12 vạn hộp lễ cảm tạ, cho dù hộp lễ cảm tạ 1.000 một bộ, trên người hắn cũng có 120 bộ, hiện tại cấp bậc của người chơi thần vực cũng không cao, thảo dược sử dụng không nhiều, mới rẻ như vậy, nếu đợi thêm 10 ngày nửa tháng, kim tiền hắn phải bỏ ra sợ rằng sẽ phải nhiều hơn gấp vài lần. Nếu đại công tước hát không tỏ vẻ gì, quả thực chính là ý chí sắt đá. Mạo hiểm giả trẻ tuổi, cảm tạ ngươi đã nhiệt tình giúp đỡ, được ngươi ngươi nhiều thảo dược như vậy, lần này ta nhất định có thể tinh luyện ra đủ nhiều tinh hoa cỏ cây để chữa khỏi cho nữ nhi của ta, để cảm tạ, trong bảo khố của ta bình thường thu thập không ít bảo vật, ngươi có thể sử dụng hộp lễ cảm tạ để đổi. Đại công tước Hát Phi Liêu cao hứng nói, Hát Phi Liêu đại nhân tôn kính, đây là vinh hạnh của ta. Thạch Phong nghe thấy vậy, trong lòng mừng lắm. Vốn định cùng mở hết hộp lễ cảm tạ, không ngờ hộp lễ cảm tạ còn có cách dùng này, có thể tới bảo khố của đại công tước đổi vật phẩm, sợ rằng mấy phú hào phú hào đời trước cũng không đổi nhiều thảo dược như hắn. "Quản gia, ngươi dẫn vị mạo hiểm giả này đi xem." Đại công tước Hát mở miệng nói. "Vâng." Đại quản gia lập tức dẫn theo Thạch Phong tới bảo khố ở tầng 3. Phòng thủ của bảo khố vô cùng nghiêm mật, chỉ là sáu gã kỵ sĩ áo trắng trông coi cửa lớn bảo khố đã là thẩm phán kỵ sĩ bậc 3 cấp 200 càng đừng nói là ma pháp trận thủ hộ là ma pháp trận bậc năm cho dù nghề nghiệp bậc bốn muốn công phá cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian sau khi tiến vào bảo khố toàn bộ bảo khố giống như một bảo tàng trưng bày các loại bảo vật đây là danh sách bảo vật thứ bên trên ngài có thể tùy tiện đổi đại quản gia lấy ra một tờ danh sách đưa cho thạch phong vật phẩm có thể đổi trong danh sách không nhiều lắm có điều thạch phong cũng không kinh ngạc Độ Hảo cảm đại công tước đối với hắn mới chỉ có 30 điểm, có thể nguyện ý đổi bảo vật, đã vô cùng không tồi, muốn đổi tất cả vật phẩm ở bên trong, trừ khi Độ Hảo cảm đạt tới 300 điểm. Thạch Phong lập tức kiểm tra một lần bảo vật có thể đổi, quả nhiên thứ có thể đổi rất bình thường, đại khái đều là một số vũ khí và trang bị ở cấp bậc này của hắn, phẩm chất đều là giữa cấp tinh kim và bí ngân, hơn nữa giá quy đổi không rẻ một kiện trang bị bí ngân cấp 25 bình thường nhất cũng phải 1.000 hộp lễ cảm tạ. Đổi thành tiền chính là 4 kim tệ, nếu không phải hắn mua được thảo dược giá rẻ, đó chính là phải 8 kim tệ trở lên. Mà những trang bị cấp tinh kim và cấp bí ngân cấp 25 này đều là kiện rời không phải 6 trang, trợ giúp đối với đối với không phải quá lớn. Ngay khi Thạch Phong cảm thấy không có thu hoạch, lập tức ở cuối danh sách phát hiện ra một vật phẩm rất quen thuộc với hắn đây không phải là rương báo ánh rạng đông sao rương báo ánh rạng đông rất nổi danh ở thần vực lại được coi là rương báo may mắn so với rương báo bình thường thì không khác biệt chỉ có kích sát quái vật tinh anh cấp 30 trở lên mới có xác suất rất nhỏ có thể rơi ra sở dĩ được gọi là rương báo không khác biệt là vì thứ mở ra vô cùng ngẫu nhiên nhỏ thì là hai ba đồng tệ và phế phẩm lớn thì là tàn phiến vật phẩm cấp sử thi thậm chí là truyền thuyết quá chú trọng vận khí không ít người sau khi đánh quái rơi ra đều nhao nhao nắm vào hội bán đấu giá, đưa ra giá cao, bình thường đều là khoảng một kim tệ, căn bản sẽ không tự mình mở trương báo này. Mà hiện tại đổi một trương báo ánh trạng đông cần 100 hộp lễ cảm tạ, cũng chính là một trương báo ánh trạng đông cần tiêu tốn 40 ngân tệ, giá cũng rẻ hơn không ít. Vận khí Thạch Phong nhìn thấy trương báo ánh trạng đông này, đột nhiên nghĩ tới trái tim của Ica rút trên cổ mình đây chính là tiểu thần khí có thể khiến thuộc tính may mắn đề thăng 25 điểm. Thạch Phong nhìn rương báo ánh rạng đông, cẩn thận nghĩ nghĩ một chút. Hiện tại ở trên người hắn có gần 12 vạn hộp lễ cảm tạ, nếu đề thăng uy tín, tuyệt đối đủ dùng. Cái thứ điểm may mắn này có thể dùng ở các mặt, trừ đồ quái vật rơi ra, mở rương báo và hộp lễ cũng dùng được, tuy hiệu quả không lớn nhìn đồ quái vật rơi ra. Có điều thuộc tính may mắn của trái tim của Ica rút bình thường chỉ có 5 điểm, đề thăng đối với mở trương báo là quá nhỏ. Căn cứ vào số liệu thống kê mà Thạch Phong biết, 5 điểm may mắn ngay cả gấp đôi cũng không đề thăng được. Mà trương báo ánh rạng đông lại có tiếng là khó ra thứ tốt. Chỉ có khi mở ra thần ân thiên tứ mới có thể đạt tới 25 điểm may mắn, như vậy mới có thể có trợ giúp nhất định đối với mở trương báo, nhưng thời gian duy trì của thần ân thiên tứ chỉ có 30 giây, thời gian cung đao lại cần 1 giờ. Hay là cứ đề thăng uy tín trước đã rồi tính. Thạch Phong nói xong bắt đầu mở hộp lễ cảm tạ. Mở ra hộp lễ cảm tạ chỉ cần một giây. Thạch Phong liên tục mở ra 10 hộp, trừ có được một số đồng tệ, còn có được hai sách uy tín, hiệu quả tốt hơn tưởng tượng nhiều. Một quyển sách uy tín có thể đề thăng một điểm uy tín tinh nguyệt vương thành, đáng tiếc không thể giao dịch, bằng không Thạch Phong đúng là muốn bán ra sách uy tín. Có điều sách uy tín trong hộp lễ cảm tạ sẽ theo uy tín của người chơi càng cao mà hiệu quả đề thăng cũng lại càng yếu. Tiền kỳ còn có thể 100% đề thăng một điểm uy tín, khi uy tín đạt tới 100 điểm, chỉ có 60% xác suất, khi đạt tới 200 điểm uy tín, cũng chỉ có 30%, 300 điểm uy tín chính là 20%, 400 điểm uy tín chính là 10%. Khi đạt tới 500 điểm uy tín, cũng chỉ có 3% xác suất đề thăng một điểm uy tín. Nam tước cần 500 điểm uy tín. Tử tước cần 1000 điểm uy tín cho nên hy vọng dùng sách uy tín một phát trở thành tử tước, tiêu hao là vô cùng kinh người, về phần bá tước cao hơn một bậc thì cơ hồ không cần phải nghĩ. Bởi vì bá tước cần 3.000 điểm uy tín. Hiệu quả 5 điểm may mắn vẫn không tồi, không biết có thể mở ra sách tinh thông không? Thạch Phong cười khẽ. Có 5 điểm thuộc tính may mắn, biết xác là dễ mở ra được sách uy tín hơn người khác. Có điều trong hộp lễ cảm tạ trừ đồng tệ và sách uy tín ra, còn có xác suất cực nhỏ mở ra sách tinh thông, thứ này là vô cùng quý giá. Tinh thông đối với bất kỳ một người chơi nào mà nói đều rất quan trọng, như là tinh thông của Thạch Phong rất cao, cho nên trên công kích cơ bản là cao hơn một chút người khác cao hơn một chút, nếu có thể đề thăng cấp bậc của kiếm một tay thành trình độ kiếm sư sơ cấp, bình thường thương tổn kiếm kích có thể đề thăng 30%, nhiều hơn kiếm sĩ cao cấp 10%, bình thường công kích trên lệch 10%, trên lệch trên kỹ năng sẽ lớn hơn, mà thạch phong cách đề thăng kiếm sư sơ cấp vẫn còn thiếu mấy chục điểm tinh thông nếu có thể có được một số sách tinh thông chiến lực của hắn có thể tiến thêm một bước đến lúc đó tới chiến trường thượng của tôi luyện cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn lập tức thạch phong bắt đầu điên cuồng mở hộp lễ cảm tạ một trăm ba trăm năm trăm một nghìn mất mấy tiếng thạch phong mở hơn vạn hộp lễ cảm tạ tổng cộng có được hai nghìn quyển sách uy tín Ngoài ra còn may mắn mở ra 8 quyển sách tinh thông. Tuy tiêu tốn rất nhiều, có điều Thạch Phong cảm thấy rất đáng, bởi vì hắn vốn vì uy tín mà đến, có thể ngẫu nhiên có được sách tinh thông cũng coi như là vận khí. Một quyển sách tinh thông có thể 100% có được một điểm tinh thông, ước chừng bớt đi tích lũy mấy cấp của hắn. Không biết thần ân thiên tứ có hiệu quả với gia tăng uy tín không. Thạch Phong nghĩ đến sau khi uy tín đề thăng 100 điểm sẽ không thể 100% gia tăng một điểm uy tín. Như vậy có thành phần vận khí. Đã là vận khí, như vậy là có liên quan tới thuộc tính may mắn. Nghĩ đến đây, Thạch Phong mỉm cười mở ra thần ân thiên tứ, lập tức trên người Thạch Phong bắn ra kim mang, giống như được trời cao chiếu cố vậy, trở thành điểm trung tâm tuyệt đối rồi toàn bộ bão khố. Lập tức Thạch Phong bắt đầu điên cuồng mở 2.000 quyển sách uy tín. Sách uy tín mở ra, chỉ cần ấn mở ngay là được, tốc độ rất nhanh, 30 giây, đủ để mở rất nhiều sách uy tín chỉ thấy ngón tay của Thạch Phong hóa thành tàn ảnh, với tốc độ của Thạch Phong, mỗi một giây có thể ấn mấy chục lần, đó chính là mấy chục quyển sách uy tín sẽ hóa thành một đạo kim quang biến thành uy tín, lập tức bên tai Thạch Phong liên tục vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi gia tăng một điểm uy tín Tinh Nguyệt Vương Thành. Hệ thống, chúc mừng người chơi gia tăng một điểm uy tín Tinh Nguyệt Vương Thành. Hệ thống, chúc mừng người chơi gia tăng một điểm uy tín Tinh Nguyệt Vương Thành. 30 giây sau, 2.000 quyển sách uy tín chỉ còn lại hơn 700 quyển, mà uy tín tinh nguyệt vương thành của bản thân Thạch Phong đã đề thăng 436 điểm, cách uy tín nam tước chỉ còn 64 điểm, hiệu quả không phải tốt bình thường. Quả nhiên có hiệu quả. Thạch Phong lập tức hưng phấn. Dựa theo biện pháp này, hắn không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu hộp lễ cảm tạ, hơn nữa đừng nói là uy tín tử tước, cho dù là bá tước cũng có thể thử một lần. Thế là, Thạch Phong lại điên cuồng mở hộp lễ cảm tạ, vừa hay trong đoạn thời gian này thần ân thiên tứ của trái tim của Icarus đã làm mát xong. Sau một tiếng, Thạch Phong lại ấn mở sách uy tín. 30 giây sau, uy tín từ 436 điểm đề thăng tới 578 điểm. Sau đó Thạch Phong lại điên cuồng mở hộp lễ cảm tạ. Cứ một tới một đi như vậy, cuối cùng hộp lễ cảm tạ tiêu tốn hơn 3 vạn hộp lễ cảm tạ, uy tín của Thạch Phong cũng đạt tới 1.000 điểm trở thành tử tước của Tinh Nguyệt Vương Thành, ngoài ra còn tổng cộng mở ra 21 quyển sách tinh thông. Vốn Thạch Phong vẫn muốn tiếp tục đề thăng uy tín, có điều nhìn thấy trong tay chỉ còn lại không đến 9 vạn hộp lễ cảm tạ, cho dù một mực sử dụng thần ân thiên tứ, cũng không đủ để trở thành bá tước, cho nên liền từ bỏ. Nhưng đây cũng là vượt xa dự tính của Thạch Phong rồi, không ngờ nhanh như vậy đã đủ uy tín thành tử tước, bình thường mà nói 12 vạn hộp lễ cảm tạ có thể là không đủ dùng. Một thần ân thiên tứ giúp được quá nhiều. Có điều sách tinh thông của Thạch Phong đã có 21 quyển, chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể khiến tinh thông kiếm một tay của hắn đạt tới 150 điểm, trở thành trình độ kiếm sư sơ cấp, cho nên Thạch Phong vẫn đang không ngừng mở ra hộp lễ cảm tạ, thậm chí ngay cả thần ân thiên tứ cũng dùng tới. Không thể không nói, hiệu quả của thần ân thiên tứ là vô cùng tốt, sau khi mở chưa đến một vạn hộp lễ cảm tạ, Thạch Phong đã gom đủ 48 quyển sách tinh thông. Lập tức khiến tinh thông kiếm một tay đạt tới 150 điểm, trình độ kiếm sư sơ cấp, thương tổn cơ bản đề thăng 30%. Lúc này hộp lễ cảm tạ chỉ còn lại không đến 8 vạn, thạch phong một hơi đổi toàn bộ thành rương báo ánh trạng đông. Một ánh trạng đông rương báo là 100 hộp lễ cảm tạ, một phát đổi gần 800 rương báo ánh trạng đông, nếu tới bên ngoài mua thì chính là 800 kim tệ. Sau khi đợi xong thời gian cung đao của thần ân thiên tứ. Rương báo ánh trạng đông ngươi đừng khiến ta thất vọng nhé. Thạch Phong một hơi lấy ra chính trương báo ánh trạng đông đặt trên mặt đất, hít sâu một hơi, lập tức mở ra thần ân thiên tứ, cấp tốc mở trương báo ánh trạng đông trước mặt. Trương báo ánh trạng đông theo thời gian trôi qua được mở ra. Một, hai, ba. Cuối cùng Thạch Phong trong 30 giây mở ra chính trương báo ánh trạng đông. Chính trương báo ánh trạng đông mở ra, bên trong tỏa ra quang hoa năm màu, chiếu sáng toàn bộ bảo khố. Thạch Phong lập tức bắt đầu nhặt vật phẩm trong rương báo ánh trạng đông. Khi nhặt rương báo ánh trạng đông thứ sáu, Thạch Phong lập tức sửng sốt, nhìn giáp ngực hoa lệ tỏa ra vần sáng trắng đen này với vẻ không thể tin nổi. Quan ám hành giả Ở trong thần vực, vật phẩm có được từ rương báo ánh trạng đông rất nhiều, có điều chỉ có rất nhỏ rất nhỏ là mở ra trang bị tốt. Về phần sáu trang lại không cần phải nghĩ. Mà áo giáp lấp lánh vần sáng trắng đen trước mắt này tên là quan ám hành giả, chính là sáu trang. Thạch Phong cũng có chút không tin vào hai mắt của mình. Nếu là sáu trang khác, Thạch Phong tối đa chỉ kinh ngạc vận khí không tồi, nhưng quan ám hành giả thì lại khác, thuộc về sáu trang đặc thù, giống như chiến hỏa nhất sáu, cũng là sáu trang đặc thù. Có điều nếu nói sáu trang nào tốt hơn, vậy thì chính là quan ám hành giả trước mắt này. Tuy chiến hỏa nhất sáu cao nhất có thể đề thăng tới cấp tinh kim, nhưng quan ám hành giả là sáu trang bậc một. Sáu trang bậc một là sáu trang chuyên thuộc của nghề nghiệp bậc một, tuy không có phẩm cấp, nhưng đề thăng đối với chiến lực của người chơi chuyên nghiệp bậc một, lại hơn xa sáu trang cấp ám kim. Có điều hạn chế cũng rất lớn, chỉ có chỉ định nghề nghiệp bậc một mới có thể trang bị, hơn nữa là trang bị lắp, sau khi trang bị vào thì không thể rơi ra, không thể giao dịch, nhưng có thể bị hủy, phí sửa chữa có thể so với sửa chữa vũ khí trang bị cấp sử thi. Tuy có rất nhiều hạn chế, nhưng vẫn được rất nhiều cao thủ yêu thích. Nhưng muốn có được 6 trang bậc 1 là vô cùng không dễ dàng, bởi vì chỉ có quái vật cấp đại lĩnh chủ từ cấp 20 trở lên ngươi có xác suất rơi ra, bất kể là đại lĩnh chủ giả ngoại hay là trong phó bản xác suất rơi ra đều như nhau, được xưng là 6 trang tốt nhất trong nghề nghiệp bậc 1 trừ 6 trang cấp sử thi. Là 6 trang bậc 1 danh phù kỳ thực. Trang bị cấp bậc thấp nhất là cấp 20, thuộc tính sẽ theo cấp bậc của người chơi đề thăng mà đề thăng, một mực có thể đề thăng tới cấp 50, cũng chính là cấp bậc từ nghề nghiệp bậc 1 chuyển chức thành bậc 2, nếu có thể mặc 6 trang bậc 1 đi làm nhiệm vụ chuyển chức bậc 2, độ khó chắc chắn sẽ giảm xuống không nhỏ. Sau đó Thạch Phong giám định giáp ngực quan ám hành giả một chút. 6 trang quan ám hành giả, trang bị cấp bậc 20, cấp 50, trang bị yêu cầu thủ hộ kỵ sĩ bậc 1, trang bị lắp từ 5 bộ phận đầu, ngực, tay, chân, bàn chân tạo thành. Hiệu quả 6 trang Hiệu quả bộ 2 kiện cấp bậc phòng ngự đề thăng 3 cấp, hộ giáp đề thăng 10%, thương tổn phải chịu giảm xuống 15%, đề thăng 15%. Hiệu quả bộ 4 kiện, đề thăng 15%, thuộc tính lực lượng đề thăng 10%, đạt được kỹ năng quan ám hộ thuẫn, có thể gia trì một ma pháp hộ thuẫn cho bản thân, tất cả thương tổn ma pháp giảm xuống 60%, miễn dịch bất kỳ hiệu quả khống chế nào, thời gian duy trì 15 giây, thời gian cung đao 2 phút. Hiệu quả bộ 5 kiện, sau khi mỗi lần chịu thương tổn, đạt được một tầng lực lượng ám, sau khi cộng dồn đến 30 tầng, có thể mở ra kỹ năng quan ám chi lực, cựu hận đề thăng 100%, tất cả công kích đều chuyển hóa thành thương tổn thần thánh, hiệu quả kỹ năng của tất cả thủ hộ kỵ sĩ đề thăng 50%, toàn thuộc tính đề thăng 15%. Thời gian duy trì 24 giây, thời gian cung đao 5 phút. Nếu hiện tại có thể gom đủ một bộ cho thủ hộ kỵ sĩ bậc một mặt, hạ phó bản đoàn đội cỡ lớn kháng bóc đúng là không có một chút vấn đề gì. Thạch Phong nhìn thuộc tính sáu trang của quan ám hành giả, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Trương báo ánh trạng đông có thể rơi ra một kiện, đã không dễ dàng, muốn gom đủ một bộ, lại là đã khó càng thêm khó. Hiệu quả 25 điểm may mắn thật không tồi. Thạch Phong cũng coi như rất hài lòng, lập tức nhìn nhìn rất nhiều trương báo ánh trạng đông trong ba lô, khẽ cười nói. Ta có nhiều trương báo ánh trạng đông như vậy, không tin dùng thần ân thiên tứ mở lại không ra thứ tốt khác. Thạch Phong đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần sau này thời gian cung đao của thần ân thiên tứ xong, hắn mở trương báo, ước chừng hơn 700 rương báo ánh trạng đông, cho dù lời được không nhiều, cũng không đến đổi lỗ vốn. Sau đó Thạch Phong bỏ toàn bộ vật phẩm còn lại vào trong ba lô. chính trương báo ánh trạng đông, trừ quan ám hành giả ra, đều là rất bình thường, chỉ mở ra một số ngân tệ và tài liệu hiếm có, còn có một tấm bản thiết kế rèn tên là Quang Minh Chi Thạch, tuy là bản thiết kế rèn, có điều này giá trị rất bình thường, ngay cả 30 ngân tệ cũng không bằng. Bởi vì bản thiết kế Quang Minh Chi Thạch này là một bản thiết kế rất bình thường, bản đồ cấp 40 trở lên cũng có xác suất rơi ra nhất định. Có điều Quang Minh Chi Thạch đối với người chơi hiện tại mà nói là rất cần thiết. Quang Minh Chi Thạch là vật phẩm tiêu hao, có thể khiến phạm vi nhất định sáng như ban ngày, ở trong đêm tối, phàm là quái vật ở khu vực này đều sẽ đều sẽ ưu thế đêm tối, có thể khiến người chơi vào ban đêm có thể đi thăng cấp giết quái. Đối với người chơi muốn thăng cấp cấp tốc mà nói, đêm dài cũng là thời gian thăng cấp. Có thể nói là là một trong những vật phẩm cần cho người chơi thần vực tới giả ngoại, cho nên xác suất rơi ra của bản thiết kế không thấp, chỉ là người chơi cấp bậc hiện tại muốn có được là không dễ dàng. Quang minh chi thạch. Đột nhiên hai mắt Thạch Phong sáng lên, đây là cảm thấy có một cơ hội tốt để phát tài. Chỉ cần bán ra quang minh chi thạch khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Vốn chúc hỏa thương hội chỉ có thể dựa vào mảnh hộ giáp cường hóa để tranh hộ khách, nếu có chút nhiều quang minh chi thạch, sức cạnh tranh sẽ mạnh hơn. Chế tác quang minh chi thạch rất đơn giản, hơn nữa tài liệu đều rất phổ biến, đều là một số vật liệu đá cao cấp, lại thêm một số thứ từ ma pháp chi tinh vẽ thành, giá cũng rẻ, phần lớn người chơi đều có thể mua, không đắt như mảnh hộ giáp cường hóa, chỉ có một số người chơi nguyện ý mua ngoài ra mảnh hộ giáp cường hóa cũng chỉ cần ba người là có thể chế tác xác suất thành công cũng mới ba thành căn bản không thể cung ứng cho nhu cầu của nhiều người chơi nhưng quang minh chi thạch cho dù là đoán tạo học đồ cao cấp chế tác xác suất thành công cũng 30% trở lên chỉ là hiện tại bản thiết kế của quang minh chi thạch là người chơi cấp 20-30 là có thể có được tới tay nếu có thể có được rất nhiều bản thiết kế quang minh chi thạch chúc hỏa thương hành có thể lập tức chiếm lấy thị trường của toàn bộ tinh nguyệt vương quốc về phần vì sao Thạch Phong nắm chắc như vậy, bởi vì nếu nói thứ gì mà Trúc Hỏa Thương Hành muốn nhất, đó chính là đoán tạo học đồ cao cấp, chỉ cần có đủ nhiều bản thiết kế. Có thể chế tác rất nhiều quan minh chi thạch, không chỉ có thể cung cấp cho toàn bộ Bạch Hà Thành và Tinh Nguyệt Vương Thành, cũng có thể không ngừng cung cấp cho thành thị khác. Đến lúc đó khẳng định là đếm tiền tới rút gân. Nói chung hiện tại ta cũng nhàn rỗi, dứt khoát đi kiếm một số bản thiết kế của quan minh chi thạch tới tay khóe miệng thạch phong nhếch lên lập tức đã nghĩ đến mấy chỗ tốt để quét bản thiết kế quang minh chi thạch tuy trong đó cấp bậc cao tới cấp 40 trở lên có điều thạch phong có ma khí thâm nguyên giả hiệu quả của long trảo sáu trang hiệu quả của hoàng kim thánh ngân bỏ qua cấp bậc của quái vật cao tới cấp 45. cộng thêm cấp bậc của bản thân thạch phong hoàn toàn có thể đi đối phó quái vật cấp 70, chỉ là thuộc tính của quái vật cấp 70 quá mạnh cho dù thạch phong có thể tạo thành thương tổn nhưng quái vật hoàn toàn có thể một chưởng đập chết hắn. Có điều ứng đối với quái vật cấp 50 trở xuống, chỉ cần không phải quái đầu lĩnh và lĩnh chủ, hoàn toàn có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Thạch Phong tới đại sảnh thị chính của tinh Nguyệt Vương Thành mua một khu đất vàng, trong đoạn thời gian Thạch Phong đang đề thăng uy tín, Long Lân Sáu Trang ở Hắc Dực Thành đã được bán hết toàn bộ, lại thêm tiền chúc hỏa thương hành kiếm được, tiền trong túi của Thạch Phong đã vượt quá hai vạn kim tệ cho nên Thạch Phong mua một khu đất kim tệ ở cạnh ngân hàng tinh nguyệt, giá trị 16.000 kim tệ, có điều Thạch Phong là tử tước, có thể giảm một thành, cộng thêm kiến tạo chút hỏa thương hành, tổng cộng tiêu còn không đến 16.000 kim tệ. Sau đó Thạch Phong thông qua ma pháp trận truyền tống tới sông Tháp Cao Địa, bản đồ cấp 45 dễ rơi ra quang minh chi thạch nhất. Bạch Hà Thành, trong phòng rèn của chút hỏa thương hành. Lúc này ưu Úc Phi Tiếu đang bận rộn chế tác mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp. Người chơi của cả Bạch Hà thành quá nhiều, chỉ dựa vào ba người bọn họ chế tác mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp, nếu không phải Tiền Kỳ đã chế tác rất nhiều mảnh hộ giáp cường hóa sơ cấp, hiện tại là không cung ứng kịp. Vì Tiếu tỷ, ở tầng 1 có hai người tới, nói là muốn bàn chuyện hợp tác. Biết rồi, lại giống người khác, trước tiên bọn họ cứ tới phòng khách chờ một chút, ta xong việc sẽ tới. Nhưng, người đó nói là hội trưởng của Nhất Tiếu Quynh thành. Hội trưởng của Nhất Tiếu Quynh thành ưu Úc Vi Tiếu không khỏi ngừng động tác trong tay. Nhất Tiếu kinh Thành là công hội hào cường của Bạch Hà Thành, không phải công hội lớn khác có thể so sánh, tài chính trong tay và số lượng thành viên công hội lại là mọi người đều thấy. Là công hội sinh hoạt, phương hướng phát triển hoàn toàn khác với công hội chiến đấu, giữa hai bên cũng không có cùng tiếp xúc gì. Có điều công hội sinh hoạt không có năng lực chiến đấu, mà khi chế tác một số vật phẩm cần không ít tài liệu hiếm có mà những tài liệu này bình thường đều tới từ phó bản cho nên bình thường công hội sinh hoạt đều sẽ hợp tác với một số công hội chiến đấu công hội chiến đấu cung cấp tài liệu hiếm có công hội sinh hoạt cung cấp một số chiếc khấu và ưu tiên trên cung cấp một số vật phẩm cho công hội chiến đấu ha 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 tới hay lắm ưu út vi tiếu mở miệng phân phó hiện tại ta tới ngay nói xong ưu út vi tiếu thu thập một chút tài liệu trên bàn sau đó đi xuống lầu trong phòng khách ở tầng 1, không ít công hội lớn của Bạch Hà Thành đều phái người tới đây bàn chuyện hợp tác, có điều sau khi một nam một nữ đi vào, bầu không khí của cả phòng khách đều trở nên trầm trọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một nam một nữ này, nhất là mỹ nữ có khí chất như U Lan đó, cơ hồ là trong các công hội lớn của Bạch Hà Thành không ai không biết. Bởi vì vị nữ tử này chính là hội trưởng U Lan của nhất tiếu khuynh thành Bạch Hà Thành. Chúc hỏa thương hành đúng là biết đải khách, không ngờ để chúng ta cùng chờ cùng các công hội khác. Phong Hiên Dương nhìn lướt qua phòng khách, khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng với sự an bài của chúc Hỏa. Có điều U Lan lại không để ý, chỉ lặng lặng ngồi xuống chờ. Tuy nhất Tiếu Kinh Thành là công hội Hào Cường, tài chính đầy đủ, nhưng chúc Hỏa thương hành cũng không đơn giản, có thể trong thời gian ngắn như vậy có được hai mảnh đất vàng của Bạch Hà Thành, thế lực sau lưng khẳng định cũng không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Ưu Út Phi tiếu bước vào phòng khách lập tức bầu không khí trong phòng khách lại trở nên thoải mái, ai nấy chủ động đứng lên nên đón ưu Úc Phi Tiếu. Mọi người đều ngồi đi. Ưu Úc Phi Tiếu nhìn chung quanh, mở miệng nói. Tất cả mọi người ở đây đều là đại nhân vật hàng đầu của Bạch Hà Thành, ưu Úc Phi Tiếu chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng lại trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng của Bạch Hà Thành. Trước đó nàng chỉ là một đoán tạo học đồ thường xuyên bị các công hội lớn tùy tiện đuổi ra mà thôi, chỉ muốn thông qua rèn để kiếm một chút sinh hoạt phí đối với cao tầng của những công hội lớn này, đều là người nàng từng ngước nhìn. Mà hiện tại những người này đều ai nấy vẻ mặt tươi cười đón chào, so với cuộc sống của nàng trước kia thì hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Tư Úc Phi Tiếu nghĩ đến đây, lại nhớ tới Thạch Phong, nếu không phải Thạch Phong nguyện ý nhận, lúc này đó lẽ nàng vẫn đang vì sinh hoạt mà phát sầu, vẫn là người chơi sinh hoạt ở tầng dưới cùng của Bạch Hà Thành, có thể một ngày kiếm được một hai ngân tệ cũng vui rất lâu, mà hiện tại nàng đối mặt với hơn trăm kim tệ, thậm chí hơn một ngàn kim tệ. Cũng không có cảm giác gì. Hiện tại đối mặt với cao tầng của các công hội lớn Bạch Hà Thành, trong đó cũng có hội trưởng của Nhất Tiếu Khuynh Thành, nói chuyện với những người này, áp lực trong đó không cần nghĩ cũng biết, ưu út Phi Tiếu vốn không thích ứng với trường hợp này, hiện tại lại đã rất thích ứng rồi, tùy ý giống như bình thường uống trà nói chuyện phím vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.